thôi, nó vậy là đi hoài luôn này. Tôi đóng cửa. Bữa nay chợ Bình Tiên quận 6 Hồ Chí Minh đóng cửa rồi nha. Không cho bán chợ Bình Tiên quận 6 Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 6. À đúng 1 tháng rồi, đóng cửa đúng 1 tháng rồi. Cá nè. Cá ông nội kêu con kìa. Cá nè. Ông nội nè. Ông nội kêu kìa. Chở con ca đi chơi đi ông nội. Đưa xe đi chơi ha. Đi không? Chú cá nè, ở đây ông con. Cá nè. Nó biết hết á, nó bộ nhất nhất từ từ. Cô cá nè. Cô cá nè.